nhiều lời đồn thổi về những câu chuyện tâm linh xoay quanh khu trung tâm thương mại Thuận Kiều Ba Gia, nhưng nó vẫn đứng đó sừng sững cho đến ngày nay. Tuy rằng nhiều hộ dân đã chuyển nhà ra khỏi khu thương mại này và nó sắp sửa được phá bỏ để nhường chỗ cho các dự án mới. Tuy nhiên, có một câu chuyện tâm linh ở Thuận Kiều Ba Gia giờ mới kể. Đây hoàn toàn là câu chuyện có thật mà chính tác giả là người đã chứng kiến. Người kể câu chuyện này xảy ra năm 2010 là một lập trình viên tên Minh của một công ty phần mềm có trụ sở ở Hàn Quốc. Thường làm việc về muộn nên đã nhiều lần đụng phải những hiện tượng kỳ bí trong căn phòng 303 ở khu căn hộ chung cư Thuận Kiều. Sau những lần tự mình kiểm chứng thì Minh hỏi lại mấy anh chị làm chung phòng thì họ cũng khẳng định thỉnh thâu có nghe tiếng nước chảy trong bếp hoặc nhà tắm vào những khi ở lại trễ. Thường thì hiện tượng trên xảy ra trong tầm tối tối khoảng 20 giờ trở đi là tiếng nước bắt đầu chảy, dù họ chắc chắn là trong phòng không còn ai. Bởi vậy mấy ổng bả không ai dám ở lại làm trễ. Chỉ có mình Minh mới vô không biết. Ngay cả những người bên phòng 304 thì họ nói cũng nhiều lần nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Và dĩ nhiên là họ đã thuê dịch vụ chuyển nhà dọn đi nơi khác sau nhiều lần chứng kiến cảnh tượng kỳ quái. Phải nói đến tiểu sử của căn phòng 302 ở tầng 30 này được bác bảo vệ kể trước đây, có một đôi vợ chồng Việt Kiều cũng thuê. Sau một thời gian thì họ đề nghị chuyển nhà từ 302 sang 301. Nhưng không lâu sau thì họ tìm dịch vụ chuyển nhà trọn gói dọn đi luôn. Nguyên nhân vì sao thì họ không nói, chỉ biết là cái ngày mà họ rời đi, họ đốt nhang khói hương nghi bức trong căn 301 và cắm 3 cây nhang lên núm cửa của căn 302. Họ còn nói là đừng cho ai thuê mấy căn ở tầng 30, hỏi vì sao thì họ lại im không trả lời. Bác bảo vệ biết Minh là người của công ty phần mềm này hiện đang thuê 303, 304 nên mới kể và khuyên nếu thấy có gì lạ thì cũng đừng sợ và hạn chế quá khuyên. Do đó, hiện tại không có ai thuê căn hộ ở tầng 30 tòa nhà khu cờ, trừ công ty của Minh với 2 căn 303, 304. Tầng 30 có 8 căn thì 6 căn còn lại bỏ trống hoàn toàn. Trong phòng làm việc của công ty Minh có cái cửa sổ nhà tắm thông ra khoảng không và đối diện với cửa sổ nhà kế bên. Mà sau này mới biết là căn hộ 302. Cửa sổ căn hộ bên 302 đang mở và dù không có đèn, nhưng với ánh sáng từ nhà tắm chiếu qua thì mình vẫn thấy lờ mờ một gương mặt đang nhìn về phía mình dù không thấy rõ mặt. Đến giờ Minh cũng không rõ cái mặt người lờ mờ nhìn từ cửa sổ 302 sang bên phòng tắm 303 đêm đó là gì, vì thời điểm đó đâu có ai ở. Còn nguyên nhân mà công ty của Minh thuê ngay cái tầng này của Thuận Kiều Ba Gia thì phải kể đến ông sếp của mình. Ông sếp mình là người Hàn khoảng gần 50 tuổi qua Việt Nam quản lý và thuê nhà ở rồi mở văn phòng luôn. Phải công nhận mình rất phục ổng về độ chẳng sợ ma cỏ. Ổng thích thuê tầng cao vì mát và yên tĩnh. Phong cảnh đẹp. Các bạn nghĩ ban đêm trên tầng 30 có mỗi mình ổng ngủ ở 303 xung quanh không có ai là biết ông này cỡ nào. Trong một lần đi ăn tối với công ty thì trong lúc say thì Minh lại lôi chuyện này ra kể. Minh hỏi sếp là ngủ dậy ban đêm có gặp gì bất thường không? Ổng kêu chẳng có gì, nhưng có đôi lúc nửa đêm ổng tỉnh dậy đi tiểu thì nghe tầng dưới có tiếng lột cột như tiếng chân người đi xuống, kiểm tra thì không thấy ai. Rồi đôi lúc ổng ngủ mới lại nghe văng vẳng tiếng người nói chuyện, tỉnh dậy đi lòng vòng kiểm tra thì cũng không có ai. Vậy mà ổng vẫn ở, ăn ngủ đều đều mới sợ. Tiếc thấy sếp Minh giống người cõi ôm. Hiện tại thì Minh không còn làm việc ở đấy nữa, nhưng thỉnh thoảng đi ngay qua chỗ làm cũ thì Minh không khỏi rùng mình, mặc dù nhìn lên bốt cờ nơi công ty cũ mà Minh từng làm thì tối đen không một ngọn đèn. Có lẽ không còn ai đủ can đảm chuyển nhà lên đó ở nữa chăng? Những đồn thổi ly kỳ. Khi đi mua sắm, chúng tôi gặp ông chủ gian hàng dụng cụ thể thao A Câu người Hoa tại lầu 7, dọn dẹp lơ lới, nghĩ mua đi. Đồ của ngộ ở đây bán rẻ hơn nơi khác rất nhiều.
Sau một hồi làm quen thì ông Ako cho biết, ông đã thuê lại gian hàng của một người Việt kinh doanh thua lỗ, hiện hàng bán rất lèo tèo. Ông bảo, nghĩ biết không, kinh doanh ở đây được gần một năm, song ngủ không được. Hàng đêm ngủ cứ nằm mơ, những giấc mơ kỳ quặc lắm. Có những đám cháy và có những bóng người cứ đè ngộ xuống. Theo như ông Ako, người qua tại quận 5 tin vào những giấc mơ và những câu chuyện tâm linh trong việc kinh doanh, nên trong các gian hàng của người qua thường treo bức hình hay tượng thờ Quan Công và những dải nhiễu màu đỏ. Ông Ako cho biết, ông đã mời đến ba thầy tử vi, thầy cúng đến để trấn yểm, tuy nhiên việc kinh doanh vẫn chẳng khá hơn. Ở lầu 9, tôi gặp cô chủ shop Hằng Nga. Trong cái nắng ngột ngạt, cô gái tên lại khá xinh xắn cho biết, từ ngày cháy nhà hàng Thuận Kiều trong trung tâm thương mại, nhiều lời đồn ra, tán vào có ma quỷ, các tiểu thương rất ngần ngại và dần chuyển đi chỗ khác. Họ tin rằng, rất nhiều người ngủ trong hàng ban đêm ở đây đã bị những bóng trắng lượn lờ trêu ghẹo, dựng dậy hoặc bay xoạt qua. Chị Huệ bán băng đĩa bên cạnh góc chuyện, năm ngoái tôi dọn hàng sớm, mấy ngày liền cứ thấy một phụ nữ mặc sườn xám đi ngang. Hôm đó không biết sao, cô gái ngoắc tay, nghĩ có người nhờ giúp đỡ, tôi đi đến gần. Sau đó tôi ú ớ không kêu nổi, người phụ nữ đó đứng mà chân không chạm đất. Sao có người em lay gọi, lau nước mát lên mặt mới tỉnh đấy. Ông Nguyễn Tử Hội, một người bán hủ tiếu sát tòa nhà kể, người ta nói có ma quỷ trong tòa nhà này, chẳng biết thực hư thế nào. Song ban đêm nhìn tòa nhà lừng lững đâm toạc trời mà chỉ có vài ánh đèn reo lét. Đi từ tòa nhà này sang tòa nhà kia, mấy trăm mét cũng thấy ớn lạnh. Nếu các anh không tin, vào thang máy, sẽ biết. Với lời đề nghị của ông Hội, chúng tôi dò dẫm vào khu thang máy tòa nhà bờ. Chiếc thang máy mở toang quát, mấy chiếc chân hương chổng cho nhớ câu chuyện của ông Hội. Khi xây dựng tòa nhà, chủ đầu tư đã mời một pháp sư cao tay hển buộc. Ông này dụ, đuổi ma quỷ đi chỗ khác không được, nên thu ma quỷ trong cả khu đất rồi nhốt vào thang máy. 10 năm trước, các nhân viên bảo vệ tòa nhà thường phải chia nhau đi kiểm tra từng tháp. Một lần, có cậu bảo vệ khoảng trẻ trực đêm, chợt thấy bóng người vụt qua, lao vào thang máy. Tưởng trộm, anh này lao theo, dí tay vào bảng điều khiển. Cánh cửa thang mở ra, chú này ngất luôn. Thiết bị báo động rung lên, mấy người tới hỗ trợ, thấy đồng nghiệp nằm bất tỉnh, tím tái. Khi tỉnh lại, anh này kể, thấy một người đàn ông máu đầy người đang cười nhăn nhở khoảng năm 2004 đến 2005, một sự kiện gây náo động dân khu vực này. Một cặp nam nữ yêu đương, hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng Thuận Kiều. Sau bữa ăn, do mâu thuẫn tình cảm, gã trai nghi ngờ bạn gái lăng nhăng, rút súng bắn chết cô gái rồi tự vẫn. Mọi người đồn rằng, từ đó, trung tâm Thuận Kiều Ba Gia làm ăn lụng bại và đi đến u ám như ngày nay. Thậm chí có người còn đoan chắc nhìn thấy hai bóng ma của cặp nam nữ đó lẫn dẫn trong tòa nhà. Hai bóng ma còn tiếp tục cãi nhau gây nên trận hỏa hoạn tại nhà hàng này năm 2009. Lý giải bằng phong thủy. Theo ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Minh Mẫn, nhà nghiên cứu văn hóa, khoa Đông Phương học Đại học Hồng Bàng thành phố Hồ Chí Minh, thoạt nhìn thì tòa nhà Thuận Kiều Ba Gia giống như hình một con tàu với ba ống khói lớn ở trên. Hoặc theo cách nhìn khác thì đây giống như chữ sơn núi trong văn tự Hán. Nhưng dù nhìn theo cách nào, tòa nhà này cũng có nhược điểm về mặt hình thể. Những đường nét kiến trúc bên ngoài của tòa nhà này đối lập với hình dáng tổng thể của cả khối nhà. Ống to, thân quá nhỏ trông rất nặng nề, nền móng khối nhà mỏng manh, thấp hơn cả nền đường xét về mặt chữ nghĩa, chữ sơn lại thiếu sự chắc chắn, trong khi chữ sơn phải đầy đặn, to dày mới phù hợp với hình tượng núi. Ở quy mô và kết cấu dưới góc nhìn phong thủy, tòa nhà này xếp vào dạng nhà lô cốt, mất cân bằng âm dương. Âm khí quá dựng với ba tầng nhà cao vút,
nhưng dương khí không có, nên tham vọng thì lớn mà năng lực lại không đủ, là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái. Thuận Kiều Ba Gia có con đường Đẩu Ngọc Thạnh sẽ dọc khu bờ và cờ mà theo đồn đoán là vết đục khiến con thuyền Thuận Kiều Ba Gia bị đắm. Vì thế, 15 năm trời kinh doanh, buôn bán, đa số tiểu thương vào đây đều lỗ, người mua nhà, thuê ở thì luôn bị ám ảnh bởi chuyện ma quái khiến Thuận Kiều càng vắng lặng hơn giữa khu chợ lớn đông đúc, người người chen chúc nhau sinh sống, làm ăn. Không ít giả thiết được đặt ra khi chúng tôi tìm sự tư vấn của vài nhà phong thủy, họ đồng thuận ở yếu tố sai phong thủy, trong tòa nhà như ba cây hương lớn. Bản thân chủ ý của chủ đầu tư cũng chỉ muốn xây dựng ba cây nhang để trấn dưỡng khí không cho thoát ra ngoài. Và vì mục đích đó nên việc có bán được căn hộ, hay việc kinh doanh trong trung tâm thương mại có thắng thua, lỗ lãi, không quan trọng. Ông Lê Quảng Tuyên, một chủ kinh doanh lớn trên đường Kinh Dương Dương, quận 5 cho biết, với tư duy nhạy bén về kinh tế, khối nhà ở này được ví như bình phong trấn không để dưỡng khí rời khỏi khu chợ lớn. Khi thành phố phát triển mạnh xuống phía Nam, sang phía Tây, thậm chí nhiều nhà phong thủy người Hoa còn khẳng định nó nằm trên long mạch của thành phố, dễ dàng đạt sự thịnh vượng. Tuy nhiên đến giờ, chỉ còn bốt bờ hoạt động, khối nhà A cờ vắng hoe, người sở hữu căn hộ đua nhau rao bán. Nhưng càng giảm giá, lại càng hiếm người mua. Những hộ kinh doanh trong trung tâm thương mại cũng chịu cảnh điều hiu ế ẩm, khách lèo tèo thưa thớt. Những câu chuyện ma quái, quyển hoạt như vậy nhiều đến mức chủ tòa nhà, nghe đồn là một đại gia lúc đầu không tin, song sao cũng sợ, nhiều năm qua đã tìm đủ cách khắc phục hiện trạng, thay đổi công năng để cứu ba tòa tháp chọc trời ấy, song vẫn bế tắc. Ông N. H. Tờ một người nghiên cứu huyền thuật ở Sài Gòn bảo, ba tòa tháp như ba cây nhang, đó chỉ là tưởng tượng. Đến nay, những câu chuyện được đồn thổi thiêu dệt vẫn ám ảnh không ít người trong những giấc mơ u mê mê của họ.